Và chúng tôi cũng tiếp tục cập nhật một cái phần khác khi mà cho thấy rằng là theo như Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố là khoảng 99% những người dân trên toàn thế giới luôn hiện tại đang sống và hít thở với một cái không khí rất rất là ô nhiễm, và hàng triệu người cũng đã chết vì cái vấn đề mà ô nhiễm môi trường hàng năm đã xảy ra như vậy. Theo như là lời của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết rằng là gần như toàn bộ số dân trên toàn cầu là bị thở như vậy và đe dọa đến sức khỏe, vượt tiêu chuẩn cái mức khí bị ô nhiễm, vượt tiêu chuẩn mức an toàn. Và cái báo cáo mà 4 năm về trước thì đã phát hiện là khoảng 90% dân số thôi, và cho tới hiện tại thời điểm bây giờ là lên đến 99%. Thì nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã sử dụng những cái chất liệu không khí từ hơn là 6.000 thành phố và các thị trấn trên 117 quốc gia để đo ra được cái kết quả như vậy. Và hiện tại cái độ PM 2.5 là nói rằng là cung cấp về những cái hạt vật nguy hiểm có đường kính từ 2.5 cho đến 10 micromet là PM 10, và các hạt có đường kính nhỏ hơn là 2.5 micromet là PM 2.5 trong không khí. Thì đây là một trong những cái loại chất rất là nguy hiểm và gây hại cho cái vấn đề mà ô nhiễm khi mà chúng ta đều gặp vấn đề ô nhiễm với NO2. Và trong số khoảng 4.000 thành phố khắp 74 quốc gia thì Tổ chức Y tế Thế giới thu nhập dữ liệu của NO2 là lên đến là 23% người dân phải hít thở cái không khí này, có cái nồng độ mà ô nhiễm hàng năm từ trong cái ngưỡng mới cập nhật gần đây. Thì đây là một trong những cái tin mà chúng ta cũng cần phải coi coi cả thế giới sẽ chung tay làm như thế nào, thì chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị.